trình được bảo trợ bởi Trung tâm Y tế Đa khoa Miyoko với bác sĩ Trương Hiệp, bác sĩ Trần Tử Kình và bác sĩ Nguyễn Minh Trí. 714-546-6575, 546-6575. Công ty Lankei International, các sản phẩm organic đến từ Nhật Bản. Thời tiết oi ả đã có Pure Air. Pure Air hòa nhịp với cuộc sống. 714-537-9751. Và chương trình Sức khỏe và Phụ nữ ngày nay được trở lại cùng với quý khán giả của Lido Sài Gòn TV. Quý vị có thể đặt câu hỏi trực tiếp trong chương trình với số điện thoại là 714-893-3264, 893-3264. Thì trở lại những căn bệnh của người phụ nữ thì hồi nãy giờ chúng ta đã nói rất là nhiều qua những cái bệnh mồng gà, giang mai, lậu và ngứa âm đạo. Bây giờ nói tới vấn đề ngứa âm đạo thì không riêng gì những cái người phụ nữ trong cái thời kỳ tiền mãn kinh, thì bên cạnh đó thì cũng sẽ có rất là nhiều những em gái cũng bị ngứa ngáy âm đạo. Thì cái cách điều trị đó như thế nào thưa bác sĩ? Quý vị thấy hôm nay chị Nina muốn quật tôi khúc nào và chị Nina cứ tự do quật. Thưa quý vị, trước khi mà khởi sự đà thì chúng tôi đã nói về đề tài hôm nay mình nói cái gì. Thì chị Nina bảo, trời ơi, hôm nay nói cái này này. Thì tôi cũng cười cười, tôi bảo, thôi chị Nina, chị cứ nghĩ chảy ra cái gì trong đầu, chị muốn hỏi câu hỏi gì là tôi sẽ đáp lời cho chị. Thì hôm nay thì chị quay qua vấn đề mà nhiễm trùng trong âm đạo đó chị. Thì nếu mà chị nói như vậy thì chúng ta sẽ nói một chút xíu dài luôn, tức là từ thời mà còn em bé cho đến con nít, người lớn, sau đến tiền mãn kinh và mãn kinh luôn. Thì tôi sẽ nói rất là nhanh. Những em bé mà thường từ zero mới đẻ cho đến vài tuổi đó, 5-10 tuổi gì đó, thì thường thường ít khi nào mà có những cái chứng bệnh của âm đạo. Thường thường các em đó thường thường do kích thích tố hoặc là do một cái nhiễm trùng ở phía ngoài, tức là nhiều em trong lúc còn nít, con nít chơi những cái đồ vật, ví dụ như Lego hoặc là những cái bút chì hay gì đó, nhiều khi lại vô tình để vào trong âm đạo rồi nó gây ra một cái vật lạ ở trong âm đạo và nó tiết ra những cái huyết trắng và em bị ngứa. Thì thường thường những người đó là do bác sĩ nhi khoa họ gửi đến chúng tôi, và thường thường chúng tôi biết được thì khám rồi có thể chỉ cầm một cái gấp nhỏ lấy những cái vật lạ nó ra, thì thường thường em hết bệnh. Ngoài ra khi mà lớn hơn một chút xíu thì nhiều khi các em có thể có bị những cái bệnh mà do con vi trùng gây ra, và thường thường là do thiếu kích thích tố. Nó giống như những người mà mãn kinh rồi đó chị, thì không còn kích thích tố thì nhiều khi nó khô quá mà nó ngứa. Thì những trường hợp đó nó khó chữa hơn một chút xíu, tại mấy em cũng không có dùng kích thích tố nhiều cho mấy em được. Nói chung thì cũng có thể dùng thuốc, thí dụ như Amoxil hoặc là một số những thuốc khác, nhất là âm đạo để mà chữa bệnh. Những cái em mà có bị tiểu đường, từ lúc còn nhỏ mà bị tiểu đường thì thường thường hay bị nấm. Nên là chúng ta dùng những cái dữ liệu mà chúng ta biết về mỗi em để có chữa bệnh cho mấy em. Đến khi mà lớn, tức là tuổi khi bắt đầu thành niên và thường trưởng thành đó, thì thường thường những cái bệnh qua nhiễm trùng qua đường tình dục hoặc bệnh nấm là những cái bệnh mà hay thường xảy ra nhất. Thì chúng ta phải khám, chúng ta coi, xong chúng ta sẽ chữa bệnh tùy theo bệnh nhé. Đến khi mà tiền mãn kinh là một cái giai đoạn mà nó khó biết nhất, là tại vì có lúc thì đã nó thiếu cái khí tố, có lúc thì bị nấm, có lúc thì nó là giao thời, thành ra mình cũng phải khám và mình theo dõi kỹ thì mình mới chữa được. Và cuối cùng là sau khi mãn kinh đó chị, thì phần lớn những sự khó chịu của các cụ và các người lớn tuổi thì là vì do khô thì phần lớn là do thiếu cái khí tố chị. Thì thiếu cái khí tố, chúng ta có thể dùng một số cái khí tố giống như là kem Premarin hoặc kem Estrus, trong đó chứa chất estrogen. Estrogen nó sẽ làm màng cấu tạo lại cái màng của âm đạo nó dày hơn một chút, thì lý do đó các phụ nữ sẽ không bị ngứa và không bị khô nữa. Nhưng mà chúng ta cũng phải dùng đúng cái liều lượng, tại vì nếu dùng sai nhiều quá thì nó lại đưa đến tình trạng đã bị nấm. Thì lý do đó mà chúng ta phải biết và đo lường cái độ.
Một số phụ nữ thì dùng kem không được là tại vì quá yếu, hoặc là chỉ dùng trong vòng 1 tháng, 2 tháng chúng ta ngừng thì mấy quý vị lại trở lại là bảo khô quá, ngứa quá, khó chịu quá. Thì những trường hợp đó thì chúng tôi có thể dùng thuốc một thời gian ngắn, 6 tháng, 1 năm cũng được, không sao hết. Tại vì rất nhiều người phụ nữ hoặc là các bác sĩ cũng là bây giờ cũng đang rất là lo ngại khi mà dùng kích tố một cách lâu dài cho người phụ nữ, vì lý do có một số những cái bài khảo cứu cho thấy rằng nó tăng lên cái xác suất bị ung thư của vú hoặc là một số ung thư khác, cũng như là gây tác hại đến tim. Thì theo tôi thì đó là những cái bài khảo cứu tương đối, nó cũng được nghiên cứu một cách không được hoàn hảo lắm. Chứ theo kinh nghiệm của tôi thì cái xác suất của ung thư vú cũng có, nhưng mà nó cũng không đến nhiều đến nỗi vậy. Thành ra mình cũng phải tùy theo nghĩa là người phụ nữ đó có trong gia đình có ai có ung thư vú hay không, những cái yếu tố khác có thể đưa đến những cái ung thư này nọ kia. Nếu mà không có, mà người ta chỉ có những cái triệu chứng mà mình có thể chữa trong một thời gian ngắn, thì việc dùng một cái tố tôi nghĩ nó cũng không có gì gọi là chống chỉ định cả chị. Thành ra tùy theo bệnh nhân, tùy theo hoàn cảnh và tùy theo cái cường độ của những cái triệu chứng của họ mà chúng ta chữa bệnh. Vâng. Ngoài ra thì bên cạnh những cái bệnh về cổ tử cung thì lately thì Nina có vô tình đọc được một cái câu chuyện của một bà mẹ khi mà đang mang bầu và phát hiện ra là mình bị bệnh lupus. Thì cái bệnh lupus đó là tiếng Việt nó là dịch, mới đầu thì em cứ tưởng là bệnh ban, một cái loại bệnh ban đỏ ha bệnh ấy, nhưng mà khi mà được tiếp xúc với bác sĩ Hiệp thì bác sĩ nói là không phải, mà cái bệnh đó là tại sao tự nhiên lại bị, trong khi đó là bác sĩ giải thích không phải là di truyền. Vâng. Quý vị hôm nay chị Nina chắc là giết tôi. Thưa quý vị, để trả lời câu này, cái bệnh lupus là một cái bệnh càng ngày người ta càng kiếm ra được. Không phải là vì chúng ta giỏi hơn, mà tôi nghĩ là tại vì chúng ta chú ý đến nhiều hơn. Và các bác sĩ càng ngày càng biết đến nó để nhiều hơn, thì nói đúng hơn và được truy tìm nhiều hơn. Như tôi đã nói thì cái bệnh lupus là một cái bệnh rất lạ. Nó giống như một số những cái bệnh khác mà chúng ta không quen thuộc lắm. Bệnh lupus có thể nói là căn bản của cái bệnh đó là gì? Là chúng ta, cơ thể của chúng ta tiết ra những cái kháng thể. Kháng thể chúng ta thường được tiết ra để mà chống ngoại xâm, tức là tất cả những cái gì vi trùng, vi khuẩn hoặc là những cái gì khác xâm nhập vào cơ thể chúng ta, thì chúng ta tiết ra kháng thể để mà đánh lại hoặc là kiềm chế nó khỏi đánh hại chúng ta. Tuy nhiên, không hiểu vì sao những cái kháng thể đó lại có cái đặc biệt là đánh lại cơ thể của chúng ta, phá một số những cái cơ quan của chúng ta. Thì có người thì bệnh trong bệnh lupus có thể bị bệnh tim, có thể bị xâm hại đến những cái mạch máu, có thể xâm hại đến phổi, xâm hại đến thận, vân vân và vân vân. Thành ra cái bệnh lupus, ngay cả máu nữa chị, mà cái mà tiểu cầu là một trong những cái mà bị thiệt hại nhiều nhất khi mà bệnh lupus trong nó hoành hành ở trong máu. Thành ra cái bệnh lupus nó là một cái căn bệnh mà chúng tôi nói là nó không giống ai cả. Thì khi mà quý vị thấy một cái, ví dụ như một người bệnh nhân mà đến mà họ khám tổng quát, tự nhiên thấy máu, thấy cái tiểu cầu nó rất là thảm hại, rất là ít, thì mà khám thì không thấy có cái gì cả, thì họ có thể họ thử ở trong tủy, thấy ở trong tủy cũng bị yếu này nọ kia, thì không, nó không fit vào, nó không có giống ai cả như tôi nói. Thì lúc đó người bác sĩ mà tinh tế một chút, họ bắt đầu họ thử những cái test mà nó ngoài lề. Đó. Thì một trong những cái test mà ngoài lề đó là test lupus. Thì khi test lên mà ra đúng con lupus, thì lúc đó người ta mới biết là căn bệnh nó liên quan đến lupus. Trong cái ngành của tôi thì thường một số phụ nữ mà mang thai, tôi thì tôi rất là cẩn thận, là mang thai một người trẻ, ví dụ như 20 mấy tuổi mà bị cao áp huyết,
không giống ai cả. Thường thường chúng ta thấy bệnh mà cao huyết ở những người lớn tuổi, ít nhất 40, ba mấy, 40 trở lên. Đây một cô 20 mấy mà bị áp huyết cao thì mình phải ngạc nhiên xem cô này có bệnh là cô lo lắng quá hay không, hay là cô ăn ngủ không yên, hay là stress quá bị áp huyết không. Nếu mà những cái chuyện đó mà nó không có đó thì chúng ta phải thử những cái test, ví dụ như lipid. Thì tôi cũng vài trường hợp mà mình kiếm ra cái bệnh lipid đó, và đó là những cái mà tôi nói là nó không giống ai thì mình phải thử. Nên thành ra những cái kiến thức y khoa trong gia đình rất là quan trọng, cần thiết. Và chương trình Phụ nữ và sức khỏe ngày nay sẽ cùng trở lại với quý vị sau phần thông tin thương mại.